có một cái video rất là hay như này, kể về, tức là một cái bài nhạc rất là hay kể về một cái chàng trai họa sĩ mà khi mà xem video đấy anh cảm thấy là mình cũng không, mình rất là khó hiểu luôn. Bắt đầu cảnh quay ban đầu là anh chàng ấy ngồi trong quán cà phê và cầm cái bút này, ở trước mặt là tờ giấy, mình không biết là ông ấy làm gì, nhưng mà ông ấy nhìn ra bên ngoài có một cô gái rất là xinh. Và mới đầu mình tưởng là hay là ông này ông ấy thích gái hay là ông ấy tia gái, nhưng không phải. Rồi xem tiếp một vài giây nữa, rồi cái cô gái đấy lại bắt tay với một chàng trai, lại tiếp tục đi dạo phố. Rồi các cảnh quay tiếp theo nữa, những cái sự vật, sự kiện mà cái chàng trai đấy, cái chàng họa sĩ đấy ngồi ở trong quán cà phê, nhìn qua cửa sổ, nhìn ra ở ngoài phố đằng trước, và mọi thứ nó là một cái cuộc sống nó trôi qua đấy. Thì cái chàng họa sĩ đấy bắt đầu mới viết, vẽ và viết lại. Đó, vẽ cái khung nhạc ra và viết từng nốt nhạc. Mình mới thấy được rằng mình rút ra được một cái bài học từ cái video đấy. Nó rất đơn giản nhưng hóa ra là rút ra một cái bài học rằng là chúng ta là hãy sống và hãy tận hưởng từng cái phút giây một. Và mình phải đắm chìm trong từng phút giây. Dù các bạn có đang bất cứ ở trong cái bối cảnh gì, các bạn đang đi làm, đi chơi hay là bất cứ đâu, mình hãy tận hưởng từng cái giây phút đó. Mình đang lắng động lại ở trong cái tâm trí của mình. Vậy thì bài học ở một cái video đấy nó giúp lại cho mình là như nào? Khi chúng ta mà trở thành cái người mà chia sẻ, trở thành cái người mà gọi là những nhà sáng tạo đấy, thì mình cần phải liên tục gia tăng cái trải nghiệm cũng như cái kinh nghiệm. Đấy thì hãy tận hưởng từng cái phút giây để mình có được nhiều trải nghiệm, nhiều kinh nghiệm nữa. Và đặc biệt các bạn làm về những video về chuyên gia thì bắt buộc rồi các bạn sẽ cần phải có thêm nhiều trải nghiệm để các bạn mới có kinh nghiệm, để các bạn mới nói cho ai đó một cái điều gì đấy về cái lĩnh vực của bạn nhá. Vậy thì còn trẻ thì cứ tiếp tục làm thôi, làm tiếp để mình có thể gia tăng thêm hai cái yếu tố này nhá.